Rồi, hello cô chú anh chị hen, hello cả nhà. Đó thì bữa nay cô chú anh chị thấy em lên bữa nay em khai trương cái trại địa chỉ của em ha. Đó, địa chỉ là ngã ba thị trấn Mỹ Luông ha, chợ mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ha, gần chợ Phú Tân, gần đó ha. Đó thì trại đây, đây nè. Trại ngay cái khúc cua này nha cô chú anh chị, đối diện qua kiển Tư Mẫn ha. Đó đó đó. Rồi thì bữa nay trại lên khai trương thì cô chú anh chị nào có nhu cầu mua mua bò số lượng nhiều hen thì đến trực tiếp trại xem bò và ủng hộ nha. Đó, bữa nay lên cũng có những anh em cô chú là đến ủng hộ ha. Đó, bò đây, bò thì em sẽ quay em thì bữa nay là ngày 11 em khai trương, anh chị có nhu cầu gần xa ha, có đến trực tiếp trại xem ủng hộ trại, cảm ơn cô chú chị rất nhiều ha. Đó thì bữa nay lên bò cũng bò tiễn không à, vip ha. Đó thì bữa nay thì trước mắt thì em lên số lượng cũng mười mấy con cho cô chú chị, hàng lỡ có nha. Đây là hàng được lỡ, hàng này cỡ chừng 10 tháng 11 tháng cô chú anh chị ha, 9 tháng cũng có. Đó thì anh chị nào gần xa cũng nhu cầu mua cứ liên hệ ha, bò trên 1m2 mấy bò hết nè, gần 1m3 bò nha. Đó, còn hàng bên đây tầm 7 tháng ha. Đó, anh chị gần xa cứ đến trực tiếp trại xem và ủng hộ ha, trại cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Đó hen thì hello cô chú chị thì tiếp tục ha, thì bò bữa nay thì lên cũng có bán cho cô chú chị ha, bán khai trương thì dễ có nhậu giao lưu với những anh em ở trên, những anh em với những chú trên An Giang ha. Đây đó, thì anh em có nhu cầu mua bò cứ liên hệ ha. Đó thì bữa nay trại bắt đầu chính thức hoạt động nha cô chú chị ha. Đó thì anh chị có quan tâm mua alo nha. Đó. Rồi. Rồi, hello cô chú anh chị. Khách tới bò, khách tới mua bò ủng hộ ha. Cô chú anh chị có nhu cầu mua cái liên hệ ha. Đó, hiện tại bữa nay trại em khai trương ha, thì cô chú anh chị tới cũng ủng hộ trại rất là mừng. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mua cứ liên hệ nha. Đó, địa chỉ của trại thì ngã ba thị trấn Mỹ Luông ha. Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ha. Đó. Rồi thì cuối cùng cũng bán cho cô chú, mấy cô chú được mấy bốn con ha. Bữa nay bán khai trương lấy lộc không lời vẫn bán cô chú chị mình nha. Chị nào cũng còn mua cái liên hệ nha. Đó, lên xe giao cho ông chú về nuôi mau lớn ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha.